Hello, chào anh em. Anh em thấy đẹp không? Đấy, Huyên đã bắt đầu biết mổ rồi. Biết mổ cám rồi. Kìa cái cống bên kia, cống đỏ đỏ kìa là cái cám ướt đấy. Đây cám khô mình để đây rồi nhưng mà nó chưa biết ăn cám khô đâu. Bây giờ phải cho trước một quả chuối như này này. Đấy, cho trước một quả chuối này. Đấy, cho ít cám khô lên, nó ăn rồi ấy. Mình bỏ ra để cho nó tắm. Ê, các em đang tắm này, bạn thấy chưa? Đấy, anh em thấy chưa? Nó tắm tít mù luôn. Vừa bị sổng mất một con ra anh em ạ. Hay là từ sáng nó đói thế là mình lại giữ bắt được lại. Đi, tắm ấy. Tí nó tắm ướt nhoét luôn, người ướt sượt luôn. Tắm tít mù luôn anh em ạ, khuyên đầu mùa đấy. Quá đẹp luôn. Tắm đi. Đây là mình để cái vòi này, để vòi chảy bé bé này. Trong nước nó chảy ra nó đọng ở cái đáy lồng này. Nó nhảy xuống nó tắm luôn. Đang tập cho bọn nó tắm này. Cái lồng này vẫn bị chui ra anh em ạ. Đấy cái lồng, cái này là nan nan cáp quang. Nan cáp quang nên là những cái đoạn ví dụ như đoạn giữa giữa này là nó bẻ ra nó rút, nếu mà nó rút cố là nó sẽ qua, là mình phải sắm lại cái lồng khác, cái lồng tre thôi anh em ạ, lồng lan tre khả năng chắc hơn. Để cái lồng này nó vẫn rút được. Tắm ấy, rũ lông ấy. Rũ lông tiết mù luôn. Hôm nào mà trời nắng nóng nóng quá cho nước một phát là nó nhảy, nó xòe luôn ra chỗ nước chảy anh em ạ. Nó xòe luôn ra chỗ nhiều nhiều nước kia kìa. Nó lăm luôn ra đấy, nó vẫy cánh. Nhìn đẹp lắm. Đấy, sắp tới mình còn mấy tổ nữa. Mấy tổ nữa chuẩn bị bắt, ngày kia mình bắt một ổ nữa, ba con. Hôm nay bắt một ổ bốn con thì mình nhường lại cho bạn kia rồi, cho một bạn ấy chăn, cho mình chăn nhiều quá cũng không được. Chăn vừa vừa nó chết tí đi. Đấy, con há mồm mới vừa tắm mới là nó nhảy ra ngoài đấy. Đấy, con đứng ở giữa ấy. Đây, con này, con bậu này. Đấy. À, nó vừa mới trốn ra ngoài chơi một lúc. Đây, vòi anh em ơi. Đẹp anh ạ. Người đến thời gian nó biết mổ hết rồi. Nên là giờ tầm này nhà này. Giờ trước chăn cũng vất vả phết. Sáng sớm rồi đúng bữa của nó mình phải chăn, mình phải quên cái là nó đói kêu ầm mình ngay. Hôm nay không nắng lắm. Đây, trời hôm nay cũng mát mẻ nên là nó tắm ít.
rỉa lông rỉa cánh rất tít luôn. Đấy, cái cóng cám bên kia, cóng cám ẩm ẩm anh em ạ, nó cũng biết uống nước rồi, ăn xong biết uống nước rồi nên không phải lo gì nữa, đến tầm này là thoải mái, chỉ chờ tách lồng hot thôi. Mình cho già già thêm tí nữa thì tách lồng xem nó có níu không. Đấy, ăn đấy, ăn đấy anh em. Đấy, ăn tít mù luôn đấy. Tắm xong một lúc là đói, tắm xong nhảy nhảy một lúc là đói. Chán rồi, không tắm nữa rồi. Đấy, con vừa há mồm mới là đói đấy. Là vừa nhảy ra ngoài, bay áp phết, truyền cao. Thế đói lại nhảy xuống. Mình dơ dơ cái lại nhảy xuống đầu. Đi bộ đầu trượt thế là nó cũng sợ, nó cũng rát đấy. Nó không phải là thuần lắm. Theo người, nó không theo người nên là cái người nó vẫn sợ, nó đói nó lao xuống nhưng mà nó lại xong rồi lao lên. Thế mình giữ xuống cành thấp bón cho nó ăn thì bắt lại. Chung là nuôi chim non lên thì cảm giác nó vẫn thích hơn là nuôi bổi anh em ạ. Nuôi bổi bẫy mẹ bắt được về thả nó thuần nó khó lắm. Thuần nó lâu lắm. Chắc là thôi rồi, chắc thôi không ấy nữa rồi. Vặn vòi vào, không tắm nữa rồi. Ok không anh em? Chuối này kiến nó đã xâm nhập rồi này. Mấy con kiến này ăn chuối của tao. Ăn một miếng chuối trả một cục vàng. Đây anh em ạ. Đấy, cám để bên trên quả chuối này. Miếng chuối anh em cứ dằm cho miếng cám bên trên. Là dần dần là nó biết ăn cám khô ngay. Cho vào bọn nó khác đứng bọn nó ăn mà. Đấy, thế thôi. Đấy, ăn đây. Cái em nhảy ra ngoài là đói anh em ạ. Là đói. Là đói ngọ lên. Đây mình treo đây, mình treo cái giò lan này. Để đây dưới bóng cây cho mát. Tắm xong tí nó khác ăn uống, nó khác rũ riếc. Xong rỉa lông rỉa cánh. Rỉa lông rỉa cánh tít mù luôn. Hay không? Anh em xem video mình, thích video có thể cho mình một like, một đăng ký nhá, để ủng hộ mình nhá. Mình sẽ quay nhiều video hơn về chim. Rỉa lông rỉa cánh ngoáy tít mù luôn.
đây có tổ đấy anh em ạ. Đây mấy nữa mình bắt tổ ở đây này, tổ ngay đây, đây ngay đây đấy, đây đây nhìn thấy phải, thấy không nhỉ? Chỗ nào nhỉ? Đây đoạn này đây, đoạn cành này phải có tổ ba con, tổ ba con như này này. Thôi video mình khá là dài, 10 phút thì 11 phút rồi. Anh em thích video mình like video ủng hộ mình nhá. Có vấn đề gì anh em cứ comment hỏi mình ở dưới nhá, mình biết mình sẽ giúp anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở video lần sau.